Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. FBI điều tra âm mưu khủng bố sau vụ cựu tổng thống Trump bị ám sát hụt. Phát hiện vật liệu nổ trong xe nghi phạm ám sát ông Trump. Israel tập trận giả định tấn công vào Liban. Maldives cam kết viện trợ gần 1,3 triệu đô la Mỹ cho người dân ở Gaza. Đằng sau vụ ám sát ông Trump và vết sẹo sâu trong nền chính trị Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Giới chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết cơ quan này đang điều tra vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump và cho biết đây có thể là một âm mưu khủng bố nội địa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị một tay súng ám sát hụt tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania hôm thứ Bảy vừa qua. Giới chức FBI cho biết nghi phạm đã hành động một mình nhưng quá trình điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định mục đích vụ tấn công. Theo FBI, đây là một âm mưu ám sát và cũng có thể là âm mưu khủng bố nội địa. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã có cuộc nói chuyện ngắn với cựu Tổng thống Donald Trump và ông đã ra lệnh ra soát độc lập các biện pháp an ninh tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump nhằm tìm hiểu cụ thể điều gì đã xảy ra. Tổng thống Biden cũng chỉ thị cho người đứng đầu mật vụ Mỹ ra soát lại toàn bộ các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra tại thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin từ ngày 15 tháng 7 tới ngày 18 tháng 7. Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thay đổi kế hoạch mà vẫn sẽ tới địa điểm diễn ra đại hội của Đảng Cộng hòa một ngày trước đó. Tại sự kiện này, ông Trump dự kiến sẽ nhận được đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa để ra tranh cử Tổng thống vào cuối năm nay. Ngày 14 tháng 7, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã gửi lời chúc tới cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm hồi phục sau vụ tấn công nhằm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã bị sốc và lên án hành động ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang cá nhân của mình. Ông Trump đã bị thương do trúng đạn trong vận động tranh cử. Cuộc tấn công cũng đã cướp đi sinh mạng của một người ủng hộ và kẻ ám sát. Thủ tướng Hy Lạp cũng gửi lời chúc mau bình phục tới ông Trump cũng như gia đình của nạn nhân của vụ tấn công. Trên trang cá nhân, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh bạo lực chính trị không có chỗ trong nền dân chủ, lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhắm vào ông Trump. Trong một tuyên bố, Tổng thống Bulgaria Roman Radev đã lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh, bạo lực và thù hận đe dọa tiến trình dân chủ và là hành động không thể chấp nhận được. Người đứng đầu nhà nước Bulgaria chúc ông Trump cũng như những người bị thương trong vụ việc mau chóng bình phục. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đã bị bắn vào tay phải trong một cuộc vận động ở bang Pennsylvania. Cựu Tổng thống đã bị một viên đạn xuyên qua vành tai bên phải, chảy nhiều máu nhưng vẫn an toàn. Tuy nhiên, một khán giả ủng hộ trúng đạn đã thiệt mạng, hai người bị thương. Mỹ và thế giới vẫn đang sốc trước việc ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện đã ổn, theo xác nhận của đại diện truyền thông của ông, cũng như của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Trên mạng xã hội X, hình ảnh ông Trump bước xuống máy bay khi đến New Jersey cũng đã được phó giám đốc truyền thông của ông Margot Martin đăng tải, cùng dòng trạng thái mạnh mẽ và kiên cường. Ông Trump sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì nước Mỹ. Như vậy, người dân Mỹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì ông Donald Trump không bị thương quá nghiêm trọng. Nhưng giới an ninh Mỹ cũng đang phải đối mặt với vô vàn câu hỏi và lời chỉ trích từ giới chính trị và người dân. Trong một tuyên bố, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thừa nhận họ đã bất ngờ về số phát đạn mà kẻ tấn công đã có thể bắn, đồng thời xác định Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, bang Pennsylvania, là đối tượng liên quan trong vụ nổ súng. Dù động cơ nổ súng của người này chưa được làm rõ, song FBI đã gọi vụ việc là một âm mưu ám sát. Đặc vụ Kevin Rozek cho biết. Chúng ta vừa chứng kiến vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Như tôi đã đề cập, chúng tôi có một số đặc vụ tại hiện trường. Chúng tôi cũng đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên bang khác, các đối tác cấp tiểu bang và các đối tác cảnh sát địa phương của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi chưa xác định được động cơ, mặc dù các nhà điều tra của chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để cố gắng xác định động cơ đó là gì. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra nhanh chóng về cách nghi phạm có thể trốn tránh các nhân viên mật vụ Mỹ và trèo lên nóc một tòa nhà gần nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang phát biểu.
bắn nhiều phát súng trước khi bị tiêu diệt. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông sẽ sớm triệu tập các quan chức từ cơ quan mật vụ, Bộ An ninh Nội địa và FBI để điều trần cũng như cung cấp những thông tin mới nhất về vụ việc. Những người ủng hộ ông Donald Trump vẫn chỉ trích cơ quan mật vụ Mỹ yếu kém khi đảm trách nhiệm vụ bảo vệ ông với tư cách là cựu Tổng thống Mỹ. Tỷ phú Elon Musk thậm chí còn kêu gọi lãnh đạo cơ quan này từ chức. Những giờ qua, các lãnh đạo thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống nước Mỹ, đồng thời là ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ nổ súng và gọi đây là hành vi bạo lực chỉ trị. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi chống lại mọi hình thức bạo lực, thách thức nền dân chủ trên thế giới. Trong khi, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông kinh hoàng trước những cảnh tượng gây sốc tại cuộc vận động tranh cử ở nước Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh không có lời biện minh nào cho hành vi bạo lực chỉ trị. Vụ việc tại Mỹ cũng khiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ai Cập, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Italia, Thụy Điển, Hà Lan và Philippines bị sốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gọi vụ nổ súng vào ông Trump là một thảm kịch với nền dân chủ, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi đây là hành vi hèn nhát, đáng khinh thường. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên án vụ việc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời hỏi thăm dành cho vị cựu Tổng thống nước Mỹ. Truyền thông Mỹ cho hay, cơ quan điều tra đã tìm thấy vật liệu nổ trong xe của kẻ nổ súng ám sát ông Donald Trump. Được biết, chiếc xe này đỗ gần địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử. Giới chức Mỹ đang làm rõ động cơ của vụ ám sát, đồng thời đề nghị người dân cung cấp mọi thông tin hữu ích. FBI triển khai các đặc vụ, nhóm thu thập bằng chứng và nhân sự từ khắp nước Mỹ tới Butler để hỗ trợ sở mật vụ trong cuộc điều tra. Hôm 13 tháng 7, ông Trump đã bị bắn khi đang tham gia tranh cử tại hạt Butler, bang Pennsylvania. Thời điểm ông Trump đang phát biểu, có tiếng súng vang lên và cựu tổng thống khựu xuống. Rất may, ông chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu tay phải và đã được xuất viện sau khi điều trị y tế. Một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công. Tay súng được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bị sở mật vụ bắn chết ngay tại hiện trường. Ban quản lý chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung sau vụ việc. Ngoài ra, Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục như kế hoạch ở Milwaukee. Trong sự kiện này, ông Trump sẽ được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Trump khẳng định sẽ tham dự và có bài diễn văn gửi người dân Mỹ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Đồng thời, cựu Tổng thống Mỹ kêu gọi toàn thể người dân nước này đoàn kết sau sự kiện ông bị ám sát hụt. Trong một diễn biến liên quan, báo Politico dẫn một nguồn tin cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tăng cường an ninh vũ trang tại các địa điểm, đồng thời yêu cầu các nhân viên ở Washington và West Palm Beach tránh xa văn phòng trong ngày 14 tháng 7. Trong khi đó, ABC News đưa tin các kế hoạch đảm bảo an ninh cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee trong ngày 15 tháng 7 sẽ được xem xét lại sau vụ tấn công nhằm vào ông Trump. Một đoạn video ghi lại âm thanh trao đổi của cựu Tổng thống Donald Trump với mật vụ Mỹ đã tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ. Điểm đặc biệt là ông có vẻ rất bình tĩnh. Theo FBI, nghi phạm trong vụ nổ súng được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania. Động cơ gây án của người đàn ông này đang được điều tra. Không lâu sau khi tiếng súng nổ lên, tay súng này đã bị các sĩ quan an ninh tiêu diệt trên một nóc căn nhà gần địa điểm phát biểu. Ngoài ông Trump, một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Cơ sở dữ liệu hồ sơ công khai cho thấy một người đàn ông ở Bethel Park có cùng tên và tuổi với Crooks đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa vào năm 2021. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính cho chiến dịch tranh cử liên bang cũng cho thấy anh ta đã ủng hộ $15 cho một ủy ban hành động chính trị cấp tiến vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ngày đầu tiên đương kim Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Trong một tuyên bố, ông Trump cho biết ông ổn dù viên đạn sượt qua tay phải. Cựu Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn tới các thành viên mật vụ cũng như các nhân viên thực thi pháp luật khác vì phản ứng nhanh chóng trong một bài đăng trên Truth Social. Trong video được lan truyền cảnh cựu Tổng thống Trump bị bắn do micro rơi xuống gần khu vực, âm thanh cuộc trao đổi của ông với mật vụ Mỹ đã được ghi lại đầy đủ. Ngoài tiếng hô hiệu lệnh và trao đổi giữa các mật vụ với nhau, có thể thấy ông Trump liên tục được hỏi có ổn và sẵn sàng di chuyển không. Đáp lại, cựu Tổng thống yêu cầu lấy giày trước với giọng rất bình tĩnh. Sau khi xác nhận nghi phạm đã bị hạ, các nhân viên mật vụ hộ tống xung quanh ông Trump để đưa ông ra xe. Trong khoảnh khắc cuối,
Ông Trump giơ nắm đấm lên cao và khiến toàn thể đám đông phấn khích, liên tục gieo hò USA để cổ vũ ông. Phân tích về cảnh tượng ông Trump được bảo vệ trên kênh truyền hình địa phương 11 Alive, một cựu nhân viên mật vụ Mỹ cho biết các đồng nghiệp đã hành động rất kịp thời, quyết đoán, chính xác bằng những hiệu lệnh rất ngắn, xúc tích theo từng bước bài bản. Đầu tiên, họ lao đến và bao phủ lên cựu tổng thống để trở thành khiên người che chắn cho ông. Ngoài ra, sử dụng cả bục phát biểu để làm vật che chắn. Thậm chí ngay sau khi có tiếng súng vang lên, một đặc vụ đã lao đến và liên tục hô cúi xuống với cựu tổng thống. Sau khi xác nhận kẻ tấn công đã bị hạ và đường di chuyển an toàn, họ mới đỡ ông Trump dậy và bao bọc cựu tổng thống di chuyển ra phương tiện một cách an toàn. Giới chức Đảng Cộng hòa cho biết, đại hội toàn quốc của đảng này sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15 tháng 7 tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump, ứng viên Tổng thống sắp được đề cử của Đảng Cộng hòa, cũng đã đến đây vào chiều Chủ nhật để tham dự đại hội. Bất chấp việc ứng cử viên Donald Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử tại bang Pennsylvania hôm thứ Bảy, giới chức Đảng Cộng hòa cho biết đại hội đảng toàn quốc vẫn được tổ chức theo kế hoạch, khai mạc ngày hôm nay và kéo dài trong 4 ngày. Hàng chục nghìn đảng viên Đảng Cộng hòa từ khắp nơi đã tập trung về thành phố Milwaukee, bang Wisconsin để tham dự đại hội đảng năm nay. Đại hội đảng thường được tổ chức 4 năm một lần, là động thái tập hợp lực lượng quan trọng nhất trước bầu cử. Dự kiến, trong đại hội, các ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa, các thành viên chủ chốt của đảng sẽ có bài phát biểu về chính sách tương lai của đảng cũng như vận động người dân đi bỏ phiếu. Ước tính, đại hội năm nay có khoảng 50.000 người tham dự, trong khi hàng nghìn người khác cũng đang có kế hoạch biểu tình phản đối các chính sách của Đảng Cộng hòa cũng như ứng viên Donald Trump. Dự kiến, Đại hội Đảng Cộng hòa sẽ đề cử ứng cử viên Phó Tổng thống vào ngày thứ Tư và đề cử ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống vào thứ Năm, ngày cuối cùng của đại hội. Sau vụ ám sát hụt hôm thứ Bảy, vấn đề an ninh tại đại hội đang trở thành vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Trong ngày Chủ nhật, lực lượng an ninh và cảnh sát bắt đầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Các điểm kiểm tra an ninh đã được dựng trên khắp thành phố, đặc biệt là xung quanh nơi diễn ra đại hội. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ ra soát lại công tác an ninh cho đại hội. Tuy nhiên, giới chức Đảng Cộng hòa bang Wisconsin cho biết, cho đến nay chưa có thông báo về thay đổi lớn trong kế hoạch đảm bảo an ninh và cơ bản chưa có nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng nào. Khoảng 40 cơ quan thực thi pháp luật tại bang này và lực lượng hỗ trợ từ hàng chục cơ quan từ các bang khác và liên bang sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh cho đại hội. Tiếp tục chiến dịch gây áp lực lên lực lượng Hezbollah ở Liban, quân đội Israel mới đây tuyên bố đã tiến hành thêm một số cuộc tập trận quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra xung đột quy mô lớn với nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc tập trận giả định kịch bản tấn công vào Liban được Lữ đoàn Bộ binh Dự bị số 5 tiến hành hồi tuần qua. Đây là một phần trong các nỗ lực của Bộ Chỉ huy phía Bắc nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại biên giới Israel-Liban. Các nội dung đáng chú ý trong cuộc tập trận gồm có hoạt động tác chiến trong điều kiện địa hình phức tạp, tiến quân trên đường núi, sử dụng hỏa lực và khả năng trinh sát. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel không cho biết con số cụ thể nhân lực và khí tài được triển khai tham gia tập trận. Song song với cuộc tập trận giả định kịch bản tấn công vào Liban, quân đội Israel cũng tiến hành diễn tập kịch bản phòng thủ và bảo vệ các thị trấn khu vực phía Bắc Israel. Cuộc tập trận do tiểu đoàn quân dự bị số 920 của lữ đoàn Hiram số 769 tiến hành. Thời gian và thông tin chi tiết khác về cuộc diễn tập không được đề cập. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cũng nhiều lần loan báo về việc tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra xung đột toàn diện với lực lượng Hezbollah ở Liban. Giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi Israel mở chiến dịch tấn công vào dải Gaza để chấn áp phong trào Hamas, đồng minh của Hezbollah trong trục kháng chiến tại khu vực. Giao tranh gia tăng đặc biệt nghiêm trọng trong khoảng hơn 2 tháng qua, khiến nhiều quốc gia quyết định sơ tán công dân ra khỏi Liban do lo ngại nổ ra chiến tranh quy mô lớn. Tiếp tục chuỗi hành động quân sự kéo dài nhiều tháng qua nhằm gây áp lực buộc Israel từ bỏ cuộc chiến tại dải Gaza. Lực lượng Houthi ở Yemen tối ngày 14 tháng 7 tuyên bố đã tấn công một số mục tiêu liên quan tới Israel.
Trong một tuyên bố bằng hình ảnh truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saria cho biết, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen đã tiến hành hai cuộc tấn công chất lượng nhằm vào các mục tiêu Israel trên vịnh Aden và bên trong lãnh thổ Israel. Theo tuyên bố, Houthi đã tập kích tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái, tấn công tàu Unific của Israel trên vịnh Aden, đồng thời bắn phá các mục tiêu quân sự Israel tại thành phố cảng Eilat bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, tuyên bố của người phát ngôn quân sự Houthi không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về các cuộc tấn công mới nhất này. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM ra thông báo cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã phá hủy hai máy bay không người lái cùng một xuồng tự sát không người lái của Houthi trên Biển Đỏ. Lực lượng Mỹ cũng bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi bên trong lãnh thổ Yemen sau khi nhận thấy mối đe dọa rõ ràng từ thiết bị này đối với lực lượng Mỹ và đồng minh, cũng như các tàu thương mại lưu thông trong khu vực. Houthi bắt đầu hoạt động tấn công tàu liên quan đến Israel trên Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Vịnh Aden từ cuối tháng 11 năm 2023 nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt cuộc chiến tại dải Gaza. Thời gian gần đây, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã mở rộng mục tiêu tấn công ra cả một số vùng biển lân cận, trong đó có Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải quốc tế cũng như cục diện an ninh toàn khu vực. Đại diện thường trực của Maldives tại Liên Hợp Quốc Ali Nasen Mohamed cho biết, quốc đảo này đã cam kết quyên góp hơn 1,29 triệu đô la Mỹ để viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Khoản viện trợ này được công bố tại hội nghị cam kết của Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine được tổ chức hôm 12 tháng 7 tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Đại diện thường trực của Maldives tại Liên Hợp Quốc Ali Nasser Mohamed cho biết, chính phủ nước này đã tăng khoản tiền quyên góp hàng năm là 5.000 đô la Mỹ cho Palestine thêm 10 lần, tức là lên mức 50.000 đô la Mỹ trong năm nay. Ông Ali Nasser Mohamed cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và thực hiện các nghĩa vụ chính trị để thúc đẩy các sáng kiến của Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine. Sau 9 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, thiệt hại của vùng đất này đã lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ và khiến 90% người dân phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Israel đã thực hiện loạt trận không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở dải Gaza trong 2 ngày cuối tuần, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Anadolu ngày 15 tháng 7 dẫn thông báo của các quan chức dải Gaza xác nhận ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương khi lực lượng Israel không kích trường học Abu Oreiban do cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc vận hành tại trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza. Trong số các nạn nhân có trẻ em và phụ nữ, theo Anadolu. Quân đội Israel sau đó xác nhận vụ tấn công, khẳng định ngôi trường là nơi các tay súng đối địch ẩn náu. Phía Israel cũng quả quyết rằng họ đã dùng đạn dược chính xác và thông tin tình báo để giảm thiểu thương vong dân sự. Cùng ngày, Reuters dẫn thông báo của các quan chức y tế dải Gaza cho hay, ít nhất 17 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong loạt cuộc tập kích từ đường không và từ thiết giáp trên bộ của Israel vào ít nhất 4 ngôi nhà ở thành phố Gaza ngày 14 tháng 7. Trước đó, hôm 13 tháng 7, Israel đã tiến hành một cuộc không kích quy mô rất lớn nhằm vào Al-Mawasi, nơi từng được chỉ định là vùng an toàn gần thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và làm bị thương gần 300 người, theo CNN. CNN mô tả, các đoạn video được ghi từ hiện trường cho thấy nhiều thi thể người Palestine trên đường phố, trong khi các lều trại xung quanh đó đã bị thiêu rụi. Một nhân viên của Cơ quan Hỗ trợ Người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc đánh giá vụ không kích là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến 9 tháng qua tại dải Gaza. Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ mới biết đi nhưng giờ mất cả hai chân. Những đứa trẻ bị liệt nhưng không thể điều trị và những đứa trẻ khác bị tách khỏi cha mẹ. Người này nói từ bệnh viện Nasser, nơi tiếp nhận các nạn nhân của vụ tập kích hôm 13 tháng 7. Israel tuyên bố thực hiện cuộc tấn công ở Al-Mawasi nhằm loại trừ thủ lĩnh quân sự của Hamas là ông Mohamed Diab và cấp dưới. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào xác nhận tình trạng của ông Diab. Hamas đã bác bỏ các tuyên bố của Israel. Sau khi phân tích video ghi lại vụ không kích, tờ New York Times rạng sáng ngày 15 tháng 7 khẳng định ít nhất một quả tên lửa của Israel đã rơi xuống khu phố đông đúc gần Al-Mawasi,
và phát nổ trước hai chiếc xe của cơ quan cứu hộ giải Gaza, khiến các nhân viên cứu hộ thiệt mạng hoặc bị thương. Bước sang tháng giao tranh thứ 10, cơ quan y tế giải Gaza thống kê gần 39.000 người ở vùng lãnh thổ này đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương. Cuộc xung đột cũng đẩy hơn nửa triệu người khác vào cảnh khốn khổ. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế, khả năng đưa Israel và Hamas đến thỏa thuận ngừng bắn ngày càng khó khăn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần tuyên bố Tel Aviv sẽ không đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn và kiên định với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hamas khỏi giải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 90 người đã thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương trong vụ tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Al-Mawasi thuộc giải Gaza. Israel xác nhận cuộc tấn công này nhằm vào chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas, Mohamed Diab, người đã từng 7 lần thoát chết trong các cuộc tấn công của Israel. Vụ tấn công một lần nữa làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của dân thường trong cuộc xung đột kéo dài này. Vụ không kích đẫm máu của Israel nhằm vào khu vực tị nạn nhân đạo Al-Mawasi ở Khan Yunis, Gaza, đã gây ra thảm kịch kinh hoàng cho người dân ở giải Gaza. Đây là tổn thất nhân mạng nặng nề nhất trong nhiều tuần qua. Những người sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bom rơi xuống khu lều trại dành cho người tị nạn. Phát biểu tại cuộc họp sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, không rõ liệu Mohamed Diab, người đứng đầu cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Al-Qassam, có thiệt mạng trong cuộc tấn công hay không. Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đến cùng, đó là tiêu diệt toàn bộ ban lãnh đạo của Hamas. Ông Netanyahu cũng cho rằng việc tăng cường áp lực quân sự lên Hamas là cách tốt nhất để đạt được thỏa thuận giải cứu con tin Israel. Trong khi đó, nhiều bệnh viện trong khu vực, bao gồm bệnh viện Nasser, đã bị quá tải và không còn khả năng hoạt động. Những người dân Gaza bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Al-Aman sau các cuộc tấn công chết người của quân đội Israel. Vụ việc đặt ra những câu hỏi về việc tuân thủ pháp luật quốc tế và bảo vệ các khu vực được chỉ định là nhân đạo. Vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump mới đây đã mở ra một chương mới đen tối trong câu chuyện bạo lực chính trị ở Mỹ, làm rung chuyển quốc gia vốn đã chia rẽ sâu sắc tại một trong những thời kỳ căng thẳng nhất lịch sử hiện đại của nước này. Nếu xét theo định nghĩa, việc nhắm vào một cựu Tổng thống tại một cuộc vận động tranh cử chỉ vài ngày trước khi ông chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và quyền của mỗi người Mỹ trong việc lựa chọn người lãnh đạo của mình. Ứng viên Đảng Cộng Hòa đang ở trên sân khấu với những người ủng hộ đứng sau ông trên khán đài như thường lệ, giơ cao những áp phích và mặc trang phục MAGA, hay còn có ý nghĩa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì tiếng súng vang lên. Tay phải của cựu Tổng thống Donald Trump đã trúng đạn khiến má ông dính máu. Ngay lập tức, ông đã được lực lượng an ninh hộ tống rời đi và nghi phạm cũng bị cơ quan mật vụ Mỹ tiêu diệt. Một bức ảnh của Evan Vucci thuộc hãng thông tấn AP chụp ông Donald Trump với máu ở trên tai và má được các nhân viên mật vụ Mỹ vội vã đưa khỏi sân khấu. Nắm tay giơ lên cao với lá cờ Mỹ ở phía sau đã ngay lập tức trở thành biểu tượng. Theo CNN, hình ảnh này sẽ định nghĩa một thời đại chính trị đầy khó khăn, cho dù hậu quả chính trị của một buổi chiều nắng trở thành cơn ác mộng vẫn chưa rõ ràng. Tiếng súng nổ bôm bốp và cảnh tượng một nhà lãnh đạo chính trị ngã xuống đất với các nhân viên mật vụ vội vã lao người lên để chắn cho ông đã đánh thức những vết thương lịch sử nghiêm trọng của nước Mỹ. Mặc dù ông Trump hiện không giữ chức Tổng thống, nhưng vết thương của ông nhấn mạnh đến mối đe dọa hiện hữu luôn rình rập Nhà Trắng và những người tranh cử. Tổng thống Joe Biden là Tổng thống thứ 46 và 4 người tiền nhiệm của ông đã từng bị sát hại khi đang đương chức. Gần đây nhất là vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy vào năm 1963. Việc ông Trump bị tấn công đã chấm dứt khoảng thời gian 40 năm mà nhiều người cho rằng các chuyên gia của cơ quan mật vụ Mỹ đã hạ thấp đáng kể khả năng xảy ra những hành vi tấn công như vậy, đồng thời tạo ra nỗi ám ảnh kéo dài trong nhiều năm. Ngoài ra, việc ông Trump bị nhắm đến khi đang trong chiến dịch tranh cử Tổng thống được so sánh với vụ ám sát ứng viên Đảng Dân Chủ Robert Kennedy vào năm 1968, một năm đẫm máu chứng kiến vụ sát hại nhà lãnh đạo dân quyền
Martin Luther King Jr. và bạo lực tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Tuy nhiên, bạo lực chính trị vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2011, nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Arizona, khi đó là bà Gabrielle Giffords, đã bị tổn thương não sau khi bà bị bắn vào đầu tại một sự kiện khiến 6 người thiệt mạng. Năm 2017, một tay súng đã nổ súng tại buổi tập bóng chày của Đảng Cộng Hòa, bắn lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện là Steve Scalise và ba người khác. Vụ bạo loạn nhằm vào tòa nhà quốc hội của những người ủng hộ ông Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 vẫn chưa ngã ngũ. Một người ủng hộ ông Trump tại cuộc meeting vận động tranh cử, Joseph May, nhìn thấy cựu tổng thống đi xuống và nghi phạm bị tiêu diệt, đã chia sẻ với CNN rằng vụ tấn công là triệu chứng của một quốc gia đang chìm trong cơn thịnh nộ chính trị. Mọi người có vẻ rất tức giận. Tôi không bất ngờ khi điều này xảy ra. Tôi chỉ sốc khi thấy mình ngồi đó và chuyện này xảy ra ngay cạnh mình, Joseph May cho hay, đồng thời nói rằng nó thật kinh khủng. Chúng ta không nên tiếp tục các buổi tranh luận chính trị ở đất nước này, nơi mà những việc như vậy sẽ còn xảy ra. Những vụ ám sát John Kennedy, Robert Francis Kennedy, Martin Luther King hay những nỗ lực ám sát ông Reagan và bây giờ là ông Trump, nó thật vô lý. Chính trị không nên là một trò chơi có tổng bằng không, nơi mà có người thắng tất cả và có người mất tất cả. Những diễn biến gây sốc hôm 13 tháng 7 theo giờ Mỹ đã bổ sung thêm yếu tố chính trị đầy biến động vào một năm bầu cử khó đoán khi gần đây ông Biden, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử, phải đấu tranh để giành lấy đề cử của mình sau màn tranh luận kém nổi bật và việc ông Trump, 78 tuổi, bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội. Hầu hết, các nhà lãnh đạo và các nhân vật chính trị từ cả hai đảng đều nhanh chóng gửi lời cầu nguyện tới ông Trump và kêu gọi bình tĩnh. Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tới, đã có cuộc trò chuyện hỏi thăm sức khỏe của ông Trump qua điện thoại và lên án vụ việc trên. Hãy nhìn xem, ở Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực như vậy. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết đất nước. Chúng ta không cho phép điều đó xảy ra và không tha thứ cho điều này. Với tình trạng chính trị bị phân cực nghiêm trọng ở Mỹ, cú sốc ban đầu về vụ ám sát chắc chắn sẽ gây ra những chia rẽ nghiêm trọng. Cựu Tổng thống Trump được những người ủng hộ ông xem như một người hùng bất khả chiến bại và được đối xử với sự tôn kính lớn tại các cuộc vận động tranh cử vừa qua. Trong khoảnh khắc bị tấn công, cựu Tổng thống Trump đã tạo ra một khoảnh khắc thách thức mang tính biểu tượng. Đó là giơ nắm đấm và hét lớn, chiến đấu với đám đông những người ủng hộ mình, đồng thời nhìn thẳng vào dãy máy quay truyền hình trên bục cao. Những hình ảnh này sẽ đi vào lịch sử và làm phong phú thêm những câu chuyện về ông Trump. Tương tự như bức ảnh chụp chân dung lưu hồ sơ cảnh sát của ông tại nhà giam Atlanta hay đoạn video ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2020 sau khi mắc Covid-19 nặng. Giới quan sát cho rằng sẽ có những tác động khó lường đối với chiến dịch tranh cử mà ông Trump đang dẫn trước ông Biden, ngay cả trước khi chiến dịch của ông Biden rơi tự do với màn tranh luận bị cho là thảm hại vào ngày 27 tháng 6. Bầu không khí xung quanh Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee tuần này sẽ còn căng thẳng hơn nữa. Ngay trong ngày 13 tháng 7, đã có những lời kêu gọi điều tra về việc làm thế nào mà một tay súng bên ngoài phạm vi an ninh của cuộc meeting lại có thể đưa ông Trump vào tầm ngắm. Đây có thể được cho là một thất bại lớn về an ninh. Điều này sẽ kéo dài trong nhiều tháng và tác động đến tất cả các tổng thống tương lai cũng như các chiến dịch tranh cử. Nhiều chính trị gia ở hai đảng đã nhớ về sức nóng của các tuyên bố chính trị giữa bối cảnh những dấu hiệu đáng sợ cho thấy những tuyên bố này có thể gây ra điều gì với một quốc gia mà việc tiếp cận súng đang quá dễ dàng. Phản ứng trước sự việc này, bà Gifford nói trong một tuyên bố rằng bạo lực chính trị thật đáng sợ. Tôi đang nghĩ về cựu Tổng thống Trump và những người bị ảnh hưởng bởi hành vi bạo lực chính trị không thể bênh vực này. Bạo lực chính trị không phải là những gì thuộc về người Mỹ và không bao giờ được chấp nhận. Thật không may, lịch sử cho thấy bạo lực tuy không thể bênh vực được thì vẫn là một vết sẹo sâu trong nền chính trị Mỹ. Các nhà khoa học chính trị và chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan đã cảnh báo trong những năm gần đây rằng
sự phân cực chính trị leo thang đang đi cùng với việc những mối đe dọa và hành động bạo lực trở thành một phần phổ biến của nền chính trị Mỹ. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.